rup suri tengok ni ba. Assalamualaikum sajit mai ngokan channel K1 Fitman channel lagi kita everybody. Faham ba ga rutin. So sebab tengok ni ba. Nak nyam. Nah, sok sebab ai. Nanti video ni mình tè lùm hạt bàn tích tụi xong đạp chạy lên tiếng ọc nghĩa để khi ông bàn thua về xong đạp thay đi nhưng cái thời cái này chỉ cả warm up sạch đồm tí cái này chỉ cả warm up thôi nào mình chưa lùm hạt bàn bình lên tí chẳng này tiếng ọc này ai khởi bàn với sao ta không đủ vừa chẳng thế ọc cũng chẳng xong đạp kêu rùm motivate me lực tích cực nhóm hay năng để ngày tháng ngày na để sờ lạnh sờ cà phê sờ lạnh cả hạt bàn tụi bay ăn miên chim rồi đói cứ chim vừa về nấu tì cái lấy na để lại vừa bàn Tak mungkin dia tak mau. Admin. Cái mông cơ nè. Ảch mạnh. Hả? Ảch mạnh. Chưa được sao một đấy. Xin ra một plate. Just take a short rest. The moment 50 push-up with a regular diamond. So the second just wanna complete justly 30 push up. So start again 30 with 30 push up. Ah.
nên xăm sắp cho bấy tôi nên khiêm vô mà phầy bởi khiêm vô mà phầy bán bởi mình mà phầy bởi ớt vô mà phầy ai vô đó hát xa vinh bơn nè chân ở cung chân chân xong đập cả chỗ rùm cho xong nào.